Rồi chào các bạn, cái video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn về cái âm ly Pioneer SA 7700, mà mình tin chắc là các bạn nào mà thích những cái dòng rẻ tiền mà vừa đẹp mà hay nữa thì đây là sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Với cái mức giá chỉ là 3 triệu 8 mà cái chất âm của nó thể hiện rất là tuyệt vời. Đặc biệt vẽ ngoại ngoại hình nó rất là đẹp. So với 2030 thì con này đẹp hơn rất là nhiều. Chiều ngang quạt xe của nó độ đủ 43 luôn, còn 2030 nó chỉ là khoảng 40 thôi. Con này thì nó có hai cái đèn chớp theo nhạc nữa, các bạn thấy khi mình mở lên nó sẽ chớp đó, nó chớp đó. Nó chớp theo cái công suất ra loa. Công suất ở này là 65W trên mỗi cây, một cặp rùa 130W. Như vậy thì nó hoàn toàn thì cái những cái đầu loa khoảng 2 tấc, 2 tấc rưỡi, 3 tấc, nhưng mà cái công suất khoảng dưới 100W là kéo vô tư. Những loa này thì 100 mấy W luôn, tuy nhỏ nhưng 100 mấy W luôn nó vẫn kéo được. Thì con này như mình nói là một cái dòng mà bình dân, lúc Pioneer xuất xưởng thì nó tính là dòng bình dân, nhưng mà khi kéo thì khi chơi loa thì mình thấy rất là hợp loa, từ những dòng Pioneer, Onkyo cho đến những dòng loa Mỹ như JBL, AR thì đều rất là hay, rất là tuyệt vời. Cái mức giá thì rất là hợp lý cho bạn chơi, bạn nào mà mới tập chơi mà cái điều kiện tài chính không có nhiều thì chúng ta mua một cái âm ly như thế này cộng với một cặp loa của Nhật Bản hoặc là của Mỹ Bookshare, hoặc là loa 2 tấc, 2 tấc rưỡi cũng được thì chơi rất là hợp. Loa nữa thì khoảng 7-8 triệu nữa thì cả bộ khoảng hơn 10 triệu một chút. Ok, như cái bộ này này, cặp loa này nó cũng 5 triệu rưỡi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ test nhé, đây là 3 triệu 8 nhé. Để buồn người trai